Kính thưa quý vị, bây giờ Bảo Lộc đang gió rất mạnh, Sơn Trang cũng đang gia cố lại một số lều bạt rồi điện đóm. Ngày hôm nay dự báo thời tiết cho thấy là có thể xuống 10 độ, trời có thể mưa, gió giật mạnh nhẹ bất thường. Như vậy là ngày 30 là hôm nay, ngày mai là 31. Ngày mai là ngày 31, tức là thềm năm mới của chúng ta chỉ còn có một ngày nữa. Còn kia là các một người dân tộc Cờ Ho, anh đang nối lại dây điện để thắp sáng tiếu ngạo Sơn Trang trong những ngày năm mới. Anh nối lại dây điện như nối lại cuộc đời mình với những hy vọng mới trong năm mới. Bây giờ chúng ta sẽ đến gần với lại Ca Sinh, một người dân tộc Cờ Ho, từ bỏ buôn làng để xuống gần phố lập nghiệp. Thì vừa rồi anh ấy nó phải chuẩn bị chu đáo để khách người ta đến, người ta còn có cái sự tiện nghi về chuyện nghỉ ngơi, như lèo bạc, như là ánh sáng, chứ để không thôi người ta cầm len, người ta nói Sơn Trang phục vụ không tốt. Ủa, không nói vậy hả? Nói là kinh đi vậy? Nói tiếng kinh đi. Nói tiếng đồng bào thì mọi người không hiểu là Tết lễ thì Sơn Trang cũng đang nhận rất nhiều khách. Và mọi người có đi chơi ngang qua thì ghé vô ở lại hoặc vô đây dùng dịch vụ. Đó, lúc này là nói như vậy. Yeah. Mình không có nói là cái kia. Dịch bậy quá. lâu mình không có tiếp xúc người Cờ Ho, nên thành ra là mình có những cái sự sai lệch trong dịch thuật. Nhưng mà người Cờ Ho là khác nữa phải không? Người Cờ Ho là người chó. Thì mọi người thấy là Sơn Trang của chúng ta thì nó cũng rất là trang hoàng. Đó. Chiều về thì ai yêu thích hãy cứ liên hệ với lại Ca Sinh. Thì cái họ ca này là trong dân tộc Cờ Ho thì là nói về đàn ông. Ca có dấu phẩy, còn phụ nữ thì là chữ ca không. Rồi, chúc tất cả mọi người năm mới vạn sự bình an.